Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 Tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Giữa cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ đến nơi trời đã tối hẳn lớp học vắng tanh giáo viên đang trò chuyện ở hành lang một mình tôi chạy qua cửa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn con trai tảng đá đè trên vai cũng như được ném xuống lồng ngực thở hồn hển mình đức lúc này cũng nhìn thấy tôi vội vàng chạy ù lại nhào vào lòng tôi nhỏ giọng mẹ đến rồi xin lỗi mẹ đến muộn con đợi mẹ lâu không không lâu ạ à. Tôi sờ sờ đầu con trai tháo khăn quàng vào cổ con, hỏi tiếp. Hôm nay con đi học thế nào? Chơi với các bạn có vui không? Có ạ, cô giáo kể cho chúng con rất nhiều chuyện, xong dạy các bạn xếp hình và vẽ, nhưng mà có một bạn mới cứ khóc thôi. Sao thế? Có ai bắt nạt bạn ấy sao? Không, là bạn ấy nhớ mẹ ạ. Giọng con trai ngày càng nhỏ dần, như thể anh đang chia sẻ một bí mật lớn Tôi nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười, nắm lấy tay con nói: "Thế Minh Đức thì sao, con có khóc khi nhớ mẹ không?" "Không, bà Lý bảo con là đàn ông, lớn lên phải bảo vệ mẹ, không thể rơi nước mắt được. Còn khi nhớ mẹ, con sẽ đếm từ 1 đến 100, lúc ấy mẹ sẽ xuất hiện thôi." "Đếm đến 100 mà mẹ vẫn không xuất hiện thì phải làm sao?" "Vậy thì đếm đi đếm lại." Dù sao con biết là mẹ sẽ đến đón con Ừ Từ nay mẹ nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh con Trước khi con đếm đến 100 Được không? Được Mình Đức gật đầu cái rụp Tôi xoa đầu con trai Chào tạm biệt cô giáo Rồi cũng dẫn tôi đi ra xe để về nhà Thế nhưng về gần đến nơi Nhìn thấy con ngõ nhỏ chật kín người Và ô tô cứu hỏa Xong lại thấy làn khói đen ngòm ngùn ngụt thổi lên Lòng tôi chợt trở nên bất an Cuối cùng, sau khi chen vào đám đông, một thanh niên mặc đồng phục cứu hỏa chặn tôi lại và nói: "Nơi này nguy hiểm, cô không thể vào được." "Tôi là người sống ở đây, anh cho tôi hỏi, sao sao đột nhiên lại cháy vậy? Những người sống ở trong tòa nhà có kịp chạy ra không vậy?" "Chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể của vụ cháy. Ngọn lửa bắt đầu từ chỗ hầm để xe, thiêu rụi từ cửa hàng đến khu dân cư. May mắn thay, người dân đã gọi 115 một một kịp thời." nên hiện tại không có thương vong, tuy nhiên tài sản thì khó có thể nguyên vẹn được. Lửa đã lan đến bao nhiêu tầng rồi? Có dấu hiệu lan đến tầng 6, nói chung hiện tại rất khó để nói rõ tình hình, cho đến khi ngọn lửa được dập tắt thì chúng tôi mới biết được thiệt hại cụ thể. Nghe người lính cứu hỏa nói vậy, đôi mắt tôi chợt mở đi, nhìn lên thấy sàn nhà của mình bị bao phủ bởi khói dày đặc, trái tim như bị ai đó thỏ tay bóp nghẹt muốn thở cũng không thể thở được. Tất cả đồ của mẹ con tôi đều ở đó. Bây giờ chìm trong biển lửa hết rồi. Từ mai mẹ con tôi phải làm sao đây? Không còn nơi nào để đi. Mẹ con tôi phải đi thuê nhà nghỉ để nghỉ tạm. Vốn là muốn nhờ chị My tìm cho một căn nhà trọ khác. Thì đột nhiên sông tố lại ập xuống đầu. Đó là vào 5 ngày sau. Tôi bị chị Hảo gọi vào phòng tuyên bố cho nghỉ việc khoảnh khắc nhận được tin ấy tôi cảm thấy bầu trời trên đầu mình như muốn sập xuống vậy cảm xúc thì có buồn có uất hận nhưng lại không thể làm được gì bởi vì mấy ngày nay tối nào cũng có người đến ném mắm tôm và tạt sơn vào quán mà mục tiêu của sự ganh ghét phá hoại này là từ tôi mà ra mặc dù chủ quán đã báo công an nhưng mà nhà tuấn có quan hệ và quen biết song cũng không có chứng cứ buộc tội được nên chẳng thể làm gì được khác nhìn chiếc phong bì chị hảo để trên bàn tôi cố nén nước mắt nhỏ giọng nói em cảm ơn chị đã giúp đỡ em trong suốt những năm qua nếu không có chị em cũng không thể có mức thu nhập ổn định như bây giờ được tôi biết làm thế này là quá đáng với cô nhưng mà cô biết đấy nếu cô còn ở đây cửa hàng sẽ không còn làm ăn được cho nên mong cô hiểu cho tôi Em hiểu mà chị, em không trách gì đâu ạ. À. Nghe cái mì nói cô cần số tiền lớn chữa bệnh cho con. Nghỉ việc ở đây rồi, cô tính đi làm ở đâu chưa? Em cũng chưa biết ạ. À. Mấy ngày nay tôi cũng nghe ngóng được cho cô một công việc khác rồi. Cô muốn đi làm ở đó không? Việc mới ạ, à? là việc gì vậy chị? Một người bạn của tôi nói là có một biệt thự cần thuê bảo mẫu, yêu cầu đơn giản lắm. Chỉ cần dọn dẹp thôi, về việc mua đồ ăn có nhân viên phụ trách mang đến tận nơi rồi nên cô không cần phải lo lắng gì hết. Cây mì bảo cô nấu ăn khá ngon. Tôi nghĩ là cô phù hợp đấy. Nhưng mà em còn minh đức nữa. Em sợ nếu em mang theo con trai họ sẽ không hài lòng. Cái này tôi cũng đề cập rồi. Chủ nhà không ngại việc cô mang thêm người. Nếu cô làm việc tốt và vừa lòng họ họ sẽ hỗ trợ con trai cô được học ở trường công. Yên tâm biệt thự này chỉ có 3 tầng riêng phòng bảo mẫu rộng 30 mét vuông đủ để cho cô và con trai cô ở rồi điều quan trọng nhất là giá họ đưa rất cao bao bao nhiêu ạ à? 35 triệu một tháng tôi nghĩ số tiền này đủ để làm hài lòng cô rồi đúng không tôi không thể tin được nhiều như vậy sao chỉ là thuê người dọn dẹp thôi à liệu có ẩn khúc gì ở đây không ạ à? cô là nhân viên của tôi 5 năm cho nên tôi cũng không bạc đến mức đẩy cô vào chỗ nguy hiểm được yên tâm mọi thông tin này đều là sự thật nhưng mà nếu mức lương cao như vậy chẳng lẽ họ không thể tìm được ai sao tất nhiên là có tìm nhưng mà tất cả những người đó đều không làm được quá ba ngày vì tính khí chủ nhà cực kỳ khó tính khó như nào ạ chủ nhà này trước đó bị tai nạn rất nặng cho nên tính cách từ đó cũng bị ảnh hưởng theo vô cùng lầm lì và khó ở nhưng mà cô cũng không cần phải lo bởi bạn tôi nói là người này không thường xuyên xuống lầu hầu như luôn ở trong phòng của mình việc của cô chỉ là làm việc thật tốt thôi chuyện này em có thể suy nghĩ được không ạ tôi biết là cô lo lắng nhưng mà theo tôi cô nên đồng ý ở đó mức lương vừa cao lại có chỗ ở cho mẹ con cô ở lại cô vừa không sợ an ninh lỏng lẻo lại có thể có tiền cho con trai chữa bệnh việc này không phải quá tốt sao làm quen rồi cô cũng nên nhân cơ hội nhận làm neo tại nhà để kiếm thêm một khoản những gì chị hảo nói đều đánh đúng vào trọng tâm điểm yếu của tôi khiến cho tôi muốn lung lay cũng không thể lung lay được cuối cùng sau vài phút suy nghĩ bản thân cũng gật đầu nhờ chị ấy nói chuyện với đối phương về thời gian đi làm chỉ là lúc ấy tôi không hề biết được khoảnh khắc gật đầu đó cũng là lúc cuộc đời tôi bước sang một ngã rẽ hoàn toàn mới. Địa chỉ mà chị Hảo gửi cho tôi là một khu đô thị cao cấp ở phía ngoại thành, gần như là biệt lập với thế giới bên ngoài. Người ở đó chủ yếu là người giàu có. Đêm trước khi lên đường, mình Đức ngồi trên chiếc giường nhỏ, nhìn tôi cất đồ đạc vào vali, hỏi nhỏ. Mẹ, chúng ta lại chuyển đi đâu sao mẹ? Ừ, chúng ta sẽ chuyển đến một căn nhà to hơn và đẹp hơn. Chúng ta đến đó chơi sao mẹ? Không, mẹ đến đó làm việc. Vậy là chúng ta cũng ở đó luôn, đúng không mẹ? Ừ, tạm thời chúng ta sẽ ở đó, nên là Minh Đức phải nhớ rằng sau khi chúng ta đến đó rồi, con không được chạy lung tung mà phải ngoan ngoãn nghe lời được không? Đừng làm phiền đến người khác, bởi vì như vậy là không lịch sự. Vậy có ai sống ở đó vậy mẹ? Ừ là một người rất bí ẩn Ngày mai bác mi đưa chúng ta đi Mẹ tranh thủ dọc đường mua cho con mấy tập sách Những lúc mẹ làm việc Con có thể ở trong phòng làm bài tập đọc sách Được không? Dạ con biết rồi ạ à. Còn nữa cũng không được nói lung tung nhớ chưa Công việc ở đó lương cao Mẹ có thể có tiền trang trải cho con thuốc men chữa bệnh Con biết rồi ạ à. Con nhất định sẽ ngoan Mẹ yên tâm đi Được rồi vậy là tốt rồi Tôi khẽ mỉm cười, xoa đầu du minh đức để con ngủ, sau đó mới tiếp tục đi dọn đồ đạc. Đến ngày hôm sau, chị My tới từ sớm để đưa mẹ con tôi đi đến khu đô thị Bayland trên đường đi, chị ấy bảo với tôi. Chồng bà Hảo có quen biết nên trước đó cũng hỏi qua cho mày rồi. Biệt thự này là của một người giàu có, là con người đàng hoàng, không phải lừa đảo đâu, cho nên mẹ con mày cứ yên tâm ở đây làm việc vừa kiếm được tiền mà cũng an toàn tránh được cái thằng bám dai như của nợ kia chị có biết đối phương trông như thế nào không ạ à? không biết nhưng nghe nói là một người đàn ông tinh khí hơi bất ổn tí nhưng cũng chẳng đến nỗi bệnh hoạn gây chuyện với người khác đâu vâng em cũng chỉ mong là em có thể làm được việc như vậy em cũng có tiền cho Minh Đức chữa bệnh khu bay len ấy là nó giống như một hòn đảo biệt lập vậy An ninh lại tốt nên không phải lo Đặc biệt nữa là Qua chị Hảo cũng bảo với tao Nếu mày làm lâu dài Thì họ sẽ thu xếp cho cu đức học tập Tài trợ thằng bé học luôn Nên là đãi ngộ tốt như thế Mày phải cố mà nắm lấy Biết chưa Nhưng nghe nói mấy người trước đều không quá được 3 ngày Đấy toàn là những con ấm ớ hoặc tham lam Kiếm đâu ra người thành thật như mày chứ Mày cứ biết thân biết phận Chịu khó làm lụng thì khó cũng hóa thành dễ. Hôm nào được nghỉ thì nhắn tin cho tao. Tao đưa cái chip đi chơi cùng với thằng Đức luôn. Dạ, em biết rồi ạ. À. Ngồi nói chuyện một lúc, khoảng hơn một tiếng sau, chúng tôi cũng đến được cổng khu đô thị. Lúc này đã có một chiếc xe màu đen đứng đợi. Người đứng ở bên ngoài là một người phụ nữ tóc hoa dâm, mặc chiếc áo khoác len màu tím. Nhìn thấy tôi, bà ấy khẽ mỉm cười hỏi. Cô là cô gái được giới thiệu đến làm việc, tên là Trần An Diệp đúng không? Vâng, là tôi ạ. À. Chào cô, tôi là quản gia của biệt thự, mọi người thường gọi tôi là dì Tăng, còn đây là chồng tôi, cô có thể gọi ông ấy là chú Lý, là tài xế lái xe. Vâng. Nếu đã đến rồi thì thôi, chúng ta phải đi một đoạn nữa mới đến được. Dạ. Tôi gật đầu, chào tạm biệt chị Mi xong cũng đưa vali cho dì Tăng cất hộ vào cốp. Nói sao nhỉ? Dì Tăng là một người không quá nghiêm túc, nhưng cũng không quá dễ dãi. Sau khi quan sát tôi một lượt, dì ấy cũng mỉm cười nói tiếp. Người giới thiệu cô đã nói cho tôi biết hoàn cảnh của cô rồi. Tóm lại cô cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần cô làm tốt công việc của mình, tôi hứa sẽ không đối xử tệ với cô. Cảm ơn dì, dì Tăng, hy vọng thời gian sắp tới Dì có thể bảo ban chóng nhiều hơn ạ à? Yên tâm đây là việc tôi phải làm Dì ấy ra hiệu cho mẹ con tôi Ngồi vào hàng ghế sau Sau đó lại nói tiếp Đối phương đã nói qua cho cô biết Tình hình chung rồi phải không Cô có biết là mình cần phải làm những gì không Chị ấy nói là tôi chịu trách nhiệm Dọn dẹp hàng ngày Ừ nhà cửa lúc nào cũng phải ngăn nắp Ông chủ mắc chứng bệnh sạch sẽ Nên mỗi ngày phải lau bụi một lần Hai ngày dọn dẹp một lần hơn nữa cậu ấy cũng không thích ồn ào Nên cô nhẹ nhàng một chút Được không? Dạ Cô và con trai sẽ được tài trợ chỗ ở và ba bữa ăn Mỗi tháng được nghỉ hai ngày Nếu cần ra ngoài thì nhớ báo cho tôi trước Được không? Còn nữa đồ ăn sẽ có người mang đến tận nhà Cho nên cô cũng không cần phải đi ra ngoài làm gì Cần mua gì thì cô cứ bảo với tôi Tôi sẽ lên danh sách một thể luôn Nói xong lời này Dì ấy quay đầu liếc nhìn tôi Nghiêm nghị nói Không biết làm việc cũng không sao Miễn là biết điều và thật thà là được Dạ vâng ạ Tôi gật đầu tỏ ý đã biết Tuy nhiên còn chưa kịp hỏi thêm mấy lời Thì lúc này điện thoại của dì Tăng Lập tức đổ chuông Sau đó tôi thấy sắc mặt của dì ấy chợt cứng lại Dục chồng mình lái xe cho thật nhanh Vài phút sau xe cũng sẽ vào Một chiếc cổng mạ vàng Dì ấy đưa mẹ con tôi vào nhà Dặn dò chúng tôi đứng đợi Sau đấy cũng chạy về phía thang máy đi lên tầng Mà tôi lúc này cũng loáng thoáng nghe được tiếng đập phá Sau đó là tiếng gầm lớn của một người đàn ông Cút hết đi Cút hết ra khỏi đây Cút ngay cho tôi Mấy người các người muốn tạo phản Muốn tự chết đi thì mới hài lòng Đúng không hả Cậu Duy Việc cơn đau kéo dài âm ỉ là chuyện không hiếm gặp Chuyện này chúng ta có thể xử lý được Ông im đi Ông đã từng hứa là tôi sẽ trở lại bình thường Tôi cũng đã tin ông Và bây giờ là kết quả đấy Ông còn muốn qua mặt tôi nữa à Cậu Duy Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức Cút hết ra ngoài Tôi không muốn nghe ai lại nhảy bất cứ cái gì nữa Cút hết ngay cho tôi Tiếng gầm trầm của người đàn ông Át đi tiếng sứ vỡ vụn Tôi bất xác lùi lại Minh Đức cũng sợ hãi túm lấy tay áo tôi yếu ớt nói Mẹ, chú này đáng sợ quá. Liệu chú ấy có giết chúng ta không mẹ? Đừng ăn nói hàm hồ, Minh Đức ngoan. Chú ấy không đáng sợ, không tàn nhẫn. Chẳng qua là chú ấy chỉ ốm một chút thôi. Chú ấy cũng ốm giống như con hả mẹ? Ừ, chú ấy cũng ốm giống con nên chú ấy mới buồn đó. Vậy làm sao chú ấy có thể vui vẻ được ạ? À? Mẹ của chú ấy đâu mẹ? Mẹ không biết, nhưng chú ấy có bác sĩ riêng chăm sóc cho nên chú ấy sẽ khỏi sớm thôi Chỉ cần con không làm phiền chú ấy là được Hiểu không? Dạ con hiểu rồi Minh Đức gật đầu cái rụp Xong lại ngẩng đầu lên nhìn một lượt nói Căn nhà này to quá mẹ ơi Trông cứ như một lâu đài vậy Chúng ta sẽ sống ở đây thật sao mẹ? Ừ đợi bà tăng xuống Bà sẽ dẫn chúng ta đi lên nhận phòng Đừng sốt ruột quá Sau khi nói với Minh Đức xong Tôi lại nghe thấy cuộc nói chuyện của dì Tăng với bác sĩ. Sao đột nhiên cậu ấy lại cáu gắt như vậy? Chân cậu ấy vốn rất yếu, khả năng 90% là không thể đi lại, nhưng mà cậu ấy mỗi ngày đều không chịu nghỉ ngơi, cố hết lần này đến lần khác, khiến cho cơn đau kéo đến nhiều hơn. Vậy bây giờ phải làm sao? Cái này chúng tôi cũng cố gắng hết sức, nhưng mà bà thấy đó, cậu Duy không hề hợp tác với chúng tôi cú sốc không thể đi lại khiến cậu ấy không thể chịu đựng được cho nên thế hiện tại có thuốc nào giúp cậu ấy giảm đau không chứ cứ thế này cái này nếu muốn cải thiện chúng ta chỉ có thể dần dần khuyên bảo cậu ấy chấp nhận tính khí của cậu duy ông chắc cũng biết nếu một con đại bàng quen bay trên trời đột nhiên rơi xuống ai lại muốn để người khác nhìn thấy mình đang xa suốt chứ tôi hiểu nhưng bây giờ thứ chúng ta cần giúp cậu ấy thoát ra được chính là tâm lý tôi hiểu rồi dì tăng tiễn vị bác sĩ kia ra đến tận cổng xong xuôi lúc này cũng quay vào bảo với mẹ con tôi để cô đợi lâu rồi đi thôi tôi dẫn mẹ con cô về phòng cảm ơn dì ạ mà vừa nãy có sợ không không ạ vậy thì tốt cậu duy trước đây không như vậy nhưng mấy năm trở lại đây cậu ấy gặp phải tai nạn dẫn đến tính khí có phần khó hơn và dễ dàng bực bội hơn tôi hiểu rồi ạ à, tôi sẽ cẩn thận và ghi nhớ mọi điều vậy thì tốt nhận được câu trả lời của tôi dì tăng hài lòng gật đầu đưa tôi đến căn phòng cuối cùng ở phía nam nói từ bây giờ mẹ con cô sẽ sống trong phòng này phòng này có phòng tắm riêng có đầy đủ mọi thứ đồ dùng cần thiết tất cả đều là đồ mới theo lời nói tôi cũng chậm rãi bước vào phòng Nâng mắt nhìn xung quanh Căn phòng này rộng khoảng hơn 30 mét vuông Có một cái giường, một tủ quần áo Một cái bàn, một cái ghế Đồ đạc không khác gì một phòng ở nhà nghỉ So với nhà trọ trước kia Mẹ con tôi thuê đẹp và sạch sẽ hơn rất nhiều Đặt vali xuống tôi cúi đầu nói với dì tăng Cảm ơn dì đã vất vả ạ à. Tôi vẫn còn có chuyện cần phải nói với cô Cô đi theo tôi một lát Dạ sau khi dặn dò minh đức ở yên trong phòng lúc này dì tăng cũng dẫn tôi đi về phòng bếp rót cho tôi một ly nước ấm không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề cô diệp tính tôi luôn thẳng thắn nên tôi sẽ không vòng vo tam quốc nữa tôi đã đọc sơ qua sơ yếu lý lịch và báo cáo khám sức khỏe của cô không có vấn đề gì lớn tôi có thể tin tưởng những người được cái cúc giới thiệu tuy nhiên hoàn cảnh nuôi con một mình của cô quả thực rất đặc biệt tôi có thể biết thêm về cuộc hôn nhân của cô không là sao ạ à? đừng lo lắng quá tôi không yêu cầu cô phải kể chuyện riêng tư chỉ là với người mới tôi nhất định phải điều tra rõ ràng nếu bố của con cô có xuất thân không phù hợp sau này nếu cậu ta thỉnh thoảng đến gặp cô thì sẽ rắc rối lắm nghe những lời này đầu ngón tay tê dại vì hơi nóng dưới đáy cốc Tôi hít vào một hơi thật sâu Chậm rãi nói Dì Tăng Bố của Minh Đức đã qua đời Dì không cần lo lắng anh ấy sẽ xuất hiện đâu ạ à? Ồ vậy trong CV Cô nên ghi mình là quá phụ Bọn cháu chưa kết hôn cho nên Được rồi tôi hiểu rồi Nếu vậy thì tôi cũng không còn thắc mắc gì nữa Dì Tăng vừa nói Vừa lấy ra hợp đồng lao động đã chuẩn bị sẵn Từ trước đó lại nói Đây là tất cả các điều khoản Mà cô phải thực hiện Trước mắt cô sẽ thử việc 3 tháng Lương 3 tháng thử việc sẽ là 35 triệu một tháng Sang đến tháng thứ tư Nếu cậu Duy đồng ý để cô lại Mức lương có thể dao động lên khoảng 40-45 đến 45 triệu một tháng Bao gồm cả thưởng Cô sẽ không mất tiền ăn ở Mất tiền phí dịch vụ nào hết Con trai cô vào lớp 1 Chúng tôi sẽ hỗ trợ thằng bé nhập học ở trường tốt Nói tóm lại Chỉ cần cô làm việc thật tốt Và khiến cậu chủ hài lòng Thì mọi thứ đều không thành vấn đề Minh Đức nhà cháu sức khỏe không được tốt phải thường xuyên khám định kỳ hy vọng gì có thể linh động thời gian giúp cháu được không ạ nếu không đột xuất cô báo trước cho tôi khoảng 2 ngày dạ vâng ạ thỏa thuận xong dì tăng lúc này cũng dẫn tôi đi tham quan ngôi biệt thự ngôi biệt thự này nằm trong mảnh đất có diện tích khá là rộng khoảng bốn nghìn mét vuông bốn bề xung quanh được xây tường cao vút sau đó là những vườn hoa và cây căn biệt thự ba tầng nằm ở góc dưới cùng. Tường bên ngoài màu trắng, đường đi lát đá cuội cả sân trước và sân sau. Phía sau nhà có một cái chuồng nhỏ, bên trong là con chó Alaska được xích lại. Theo như lời gì ấy, thì đây là con chó mà ông chủ đích thân nuôi. Tham quan bên ngoài xong, dì ấy lại dẫn tôi vào nhà nói. Có 7 phòng ngủ và 5 phòng tắm trên lầu và dưới lầu. Phòng của vợ chồng tôi cô không cần phải dọn Phòng của cậu Duy ở trên tầng 3 Vâng Bồn tắm lúc nào cũng phải được vệ sinh sạch sẽ Vì cậu Duy phải ngâm thuốc Những phòng khác có lệnh của tôi thì hãy làm Hiểu chưa Dạ Thực đơn của cậu ấy tôi cũng ghi rồi Cô cầm lấy buổi tối nghiên cứu qua một chút Cậu ấy không ăn mặn Nên là nêm nếm cho chuẩn Dạ Quả thật là nhà hảo môn Những điều kiện nhiều vô cùng Tuy nhiên điều này không phải là điều làm cho tôi lo lắng Mà thứ khiến cho tôi lo lắng Chính là tính khí nóng nảy của người đàn ông ở trên lầu Ngộ nhỡ nếu tôi không làm anh ta hài lòng Há chẳng phải là mọi thứ đều đổ sông đổ bể hết sao Cứ thế Một ngày dài đằng đẵng với những bài học thuộc về điều khoản trôi đi Đến sáng ngày hôm sau tôi cũng bắt đầu lao vào dọn dẹp Vợ chồng dì Tăng phải đi vào nội thành có việc trong nhà không còn ai nên tôi cũng để cho minh đức đi ra ngoài tự chơi một lúc cho khuây khỏa thế nhưng không ngờ trong lúc tôi đang dọn dẹp lại nghe thấy tiếng nói hoảng hốt của con trai chú có sao không ạ cháu xin lỗi cháu không để ý đến chú sau đó là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên không sao chú không sao thật chứ cháu là con nhà ai sao lại ở đây cháu ở đây với mẹ cháu ạ mẹ cháu làm việc ở đây mẹ cháu là ai mẹ cháu tên là diệp chú mẹ cháu xinh đẹp lắm ngày trước ở khu nhà trọ bao nhiêu người đều muốn hỏi cưới mẹ cháu nhưng mẹ cháu không đồng ý thế cháu tên là gì có vẻ cháu giống mẹ nhỉ cháu tên là minh đức mẹ cháu bảo là mong cháu lớn lên sẽ trở thành một người có tài có đức như vậy mới có thể bảo vệ được mẹ có ý chí vậy thì phải học hành cho thật tốt nhưng mà cháu sợ cháu không thể thực hiện được mình đức nói đến đây giọng nói cũng nhất thời nhỏ lại mang theo nỗi buồn đến đau lòng có một lần cháu nghe mẹ nói chuyện với bác sĩ họ bảo cháu bị bệnh nặng lắm nếu không chữa khỏi cháu chắc không thể sống được đến sang năm những lời này của con trai làm cho bước chân tôi khựng hẳn lại sau đó trái tim nhói lên từng hồi đau đớn, khó thở vô cùng. Rõ ràng con chỉ là một đứa bé 6 tuổi, cái độ tuổi phần lớn các bạn còn chưa biết chết có nghĩa là gì, thì minh đức của tôi đã có thể hiểu rõ được từng giây từng phút còn lại của con ở bên cạnh tôi hiếm hoi như thế nào. Thì ra không phải là tôi giấu giếm quá kỹ, diễn kịch quá giỏi, mà là con trai tôi không để lộ ra tí tâm tư nào để tôi bắt được mà thôi. Gạt đi nước mắt trên má tôi bước thật nhanh về phía bóng sáng một lớn một nhỏ ngoài sân nói. Minh Đức chơi như thế là được rồi. Vào nhà học bài đi con. Minh Đức nghe thấy tiếng tôi gọi thì vội đứng dậy chỉ vào anh nói. Mẹ ơi con chơi bóng không may ném phải vào má của chú ấy. Bây giờ đỏ lên một mảng rồi mẹ ạ. À. Con không được gọi là chú mà phải gọi là bác. Con mau xin lỗi bác đi. Con xin lỗi rồi ạ à, nhưng mà con về phòng trước đi, lần sau con phải cẩn thận, chơi gì cũng phải nhìn trước nhìn sau, biết không? Dạ vậy con về phòng đây ạ. Mình Đức rất hợp tác, sau khi tạm biệt tôi và Duy cũng chạy ù thẳng vào nhà luôn. Mà tôi thì cho bóng sáng của con trai khuất hẳn, lúc này cũng mới hướng đến anh nhỏ giọng nói: Anh Duy, con trai tôi vẫn còn nhỏ nên có chút nghịch ngợp, hy vọng anh bỏ qua cho thằng bé không sao lần sau rút kinh nghiệm là được dạ vậy để tôi đưa anh vào nhà nhé ánh nắng mặt trời buổi trưa có nhiều tia cực tím sẽ độc lắm ạ à. không cần cô cứ làm việc của cô đi nhưng mà dì tăng đã dặn tôi rồi nếu anh xuống dưới thì không thể để anh đứng ở dưới nắng quá lâu còn nữa dì ấy bảo tôi là phải hâm cho anh một cốc sữa ấm bây giờ anh vào nhà đi để tôi hâm sữa cho anh tôi không uống nhưng mà thực đơn đã ghi rõ ràng, bác sĩ cũng bảo là anh phải chịu khó ăn uống, như vậy sức khỏe mới có thể nhanh chóng hồi phục. Tôi làm nhanh lắm ạ, à? chỉ vài phút là xong thôi." Nói xong tôi cũng tiến lên một bước, toàn muốn chạm vào tay cầm xe lăn thì đột nhiên lúc này Duy cũng điều chỉnh cho xe quay lại. Mặt đối mặt, tôi nhất thời bị sự lạnh lùng của anh làm cho kinh hãi một phen. Tuy nhiên, bên cạnh sự kinh hãi không tên ấy, Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, giống như là tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi. Tuy nhiên dù nghĩ mãi, nghĩ mãi tôi vẫn không thể nào nghĩ ra được. Tôi với anh đã từng lướt qua nhau từ bao giờ. Dường như phát hiện ra sự ngẩn người của tôi, Duy nhíu mày hạ thấp giọng nói. Dì Tăng bảo cô đến đây làm cái gì? Phụ trách dọn dẹp trong nhà ạ. Thế gì ấy cô nói với cô, tôi rất ghét người khác tự ý tiếp cận tôi Tôi biết nhưng mà, nhưng mà cái gì? Nhưng mà đây là công việc của tôi, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm. Cô muốn nói công việc của cô là cố tình chống lại tôi. Tôi không phải, chẳng qua là tôi thấy từ sáng đến giờ anh chưa ăn cái gì, nếu anh không ăn đúng bữa thì dạ dày sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc ấy nếu muốn làm việc ở đây, tốt nhất tránh xa tôi ra, nghe rõ chưa? Dạ vâng nói xong tôi cũng nghiêng người sang một bên tránh đường để duy đi vào tới khi anh khuất hẳn ở phía sau thang máy bản thân mới thở hắt sang một hơi dài giơ cổ tay lên lau mồ hôi trên cằm chỉ là cơn sợ hãi chưa vơi đi được bao lâu thì đến chiều phía dì tăng báo tin cho tôi là con gái của dì ấy ở bên nước ngoài bị tai nạn nặng bây giờ vợ chồng dì ấy phải sang bên đó gấp không thể trở về ngay được nên là những chuyện sắp tới ở nhà Dì ấy mong là tôi có thể giúp dì ấy phụ trách Nhận được tin Cả người tôi như bị ngâm vào hầm băng Không kịp nghĩ ngợi bèn chạy lên tầng 3 Toàn muốn báo tin cho Duy Nhưng lúc này lại vô tình Thấy anh đang nghe điện thoại ở phía cuối hành lang Ngữ điệu của anh vô cùng lạnh So với tôi lúc vừa rồi còn gấp hơn rất nhiều lần Không khỏi khiến cho người nghe không rét mà run Anh nói Đừng nghĩ rằng tôi đây què thì mấy người có thể trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi Nghe cho rõ đây Trước giờ Lê Thành Duy tôi Chưa từng đương tay với bất kỳ ai Cho nên bảo họ Tốt nhất nhìn thấy tôi thì đừng có mà khiêu khích Bằng không Cả chú cũng vậy Tốt nhất chú nên biết thân biết phận của mình ở đâu Bằng không Lúc ấy đừng nói tôi tuyệt tình Đừng thách thức tôi Tôi có thể phá nát cả nhà họ Lê đấy Trên người anh mặc bộ quần áo đen tuyền Ánh đèn mờ hắt xuống lúc này càng khiến cho Duy giống như Antula ở dưới địa ngục. Thật lòng vô cùng đáng sợ. Tôi không thể bước tiếp nên cũng không thể chạy trốn. Cuối cùng vẫn là anh phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Lông mày nhíu chặt lại không hài lòng. Có chuyện gì? Tôi, tôi muốn chạy lên đây báo tin cho anh. Dì sì Tăng gọi điện về báo. Nhà giấy có việc cho nên một thời gian tới sẽ không thể về được. Tôi biết rồi, Vậy tối nay anh muốn ăn gì để tôi làm cho anh? Không. Duy thẳng thừng từ chối. Sau đó cũng ấn nút điều khiển để xe lăn về phòng. Tôi không thể thuyết phục được anh. Bản thân đành bất lực đi xuống dưới nhà. Nhìn về phía nồi cháo chim đã được mình nấu sẵn. Tái lòng ngổn ngang. Trước giờ anh chỉ hợp tác với dì Tăng nhất. Bây giờ dì ấy không có ở đây. Trọng trách này e rằng với tôi mỗi lúc sẽ càng thêm nặng nề hơn rất nhiều. 30 phút trước, lúc nhận được cuộc gọi của dì ấy, tôi đã có suy nghĩ muốn từ chối, nhưng mà dì ấy lại trực tiếp đưa ra lời đề nghị khiến tôi không thể nào nỡ lòng được nữa. Đó chính là trong vòng 3 tháng tới, lương thử việc của tôi là 35 triệu sẽ được tăng lên 50 triệu, nếu tốt có thể thưởng thêm. Con số này thật sự đánh thẳng vào não tôi, khiến cho những lời tôi muốn nói đều bị chặn lại. Dì tăng nói, tôi biết việc này đối với cô khó khăn nhưng đây là việc gấp lúc này cậu chủ chỉ có thể nhờ cậy duy nhất vào cô mà thôi dì tăng cháu có thể phụ trách chế độ ăn uống của anh duy nhưng mà việc thay đồ cho anh ấy cháu sợ anh ấy sẽ không đồng ý đâu ạ à. đừng quá lo lắng về việc này tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy cốt lõi là cô phải dốc hết tâm sức mình như vậy mới có thể dần dần khiến cho cậu ấy tiếp nhận cô được diệp cậu ấy tính tình có chút lạnh lùng và cộc cằn nhưng mà cậu ấy không phải là người xấu đâu Chẳng qua vụ tai nạn khiến cho cậu ấy trở nên khép mình hơn Thành ra Dạ cháu sẽ cố gắng hết sức Mặc dù bản thân đã hứa với dì Tăng là như thế Nhưng ba ngày tiếp theo đó Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào để hòa hợp được với Duy. Anh không cho tôi đi lên tầng 3, cũng không cho tôi nhìn thấy mặt, cũng không ăn đồ tôi nấu. Giống như kiểu anh muốn ám chỉ với tôi rằng ở biệt thự to như tòa lâu đài này Anh chỉ là một bóng ma vất vưởng vậy Ngày thứ năm tôi lại lấy hết dũng khí Đi lên tầng 3 gõ cửa phòng anh Sau vài lần phía sau cánh cửa Có tiếng xe lăn đi qua sàn Nhưng cửa không mở Tôi biết là anh đang chờ đợi mình lên tiếng Nên cũng lập tức nói luôn Anh Duy Tôi vừa mới xếp nguyên liệu vào tủ lạnh Ngoài trứng và thịt ức bò, sườn lợn Thì còn có cá hồi na uy Cà chua các loại anh muốn ăn món gì để tôi chuẩn bị ạ? À? Tôi gấp đôi tờ giấy ghi thực đơn nhét vào khe hở dưới cửa đồng thời bảo thêm. Tôi không phải là đầu bếp nên có thể nấu sẽ không ngon như những món trước đây anh từng ăn. Nhưng tôi nghĩ là nó cũng không quá dở tệ. Vì vậy, mong là thời gian này anh có thể chiếu cố tôi. Tôi không biết là Duy có nghe được những lời tôi nói hay không nhưng mà sau khi nói xong tôi vẫn kiên nhẫn đứng ở trước cửa chờ đợi anh khoảng vài phút. Sau khi chắc chắn anh không hỏi gì nữa thì bản thân mới quay người rời đi. Chỉ là vừa bước được vài bước tôi lại bị chùm ánh sáng sau lưng làm cho dừng bước nghiêng đầu nhìn lại. Lúc này chiếc xe lăn của Duy dựa vào cửa còn anh thì hình như vừa mới tắm xong tóc vẫn còn ướt nhẹp nhỏ từng giọt xuống dưới cổ áo anh vẫn toát lên vẻ sạch sẽ và cao quý như thế. Đôi mắt nhìn tôi không mang theo nhiệt độ nói. Cô lại đây, chúng ta nói chuyện. Vâng. Tôi gật đầu, bước chân tiến lên vài bước. Duy lúc này cũng tiến lên, khép hờ cánh cửa gần như muốn đóng để chúng chắn ngang tầm nhìn của tôi vào bên trong, nói. Hiện tại bây giờ trong nhà chỉ có tôi với cô, con trai của cô, nên tôi cũng cần nói với cô một vài điều kiện. Vâng. Bình thường người giúp việc phải tự nấu ăn riêng, nhưng trong thời gian này cô có thể ăn chung thực đơn với tôi, có nghĩa là thay vì nấu một phần, cô nấu nhiều hơn đủ để cho cả ba người ăn. Vâng. Thứ hai, tôi không thích ồn ào, hai mẹ con cô phải hợp tác, không được làm ồn để ảnh hưởng đến tôi. Về phòng của tôi không được tôi cho phép thì không được vào dọn dẹp. Tôi hiểu. Thứ ba, tôi không biết gì tăng nói gì với cô. Nhưng như tôi đã nói trước đó, tránh xa tôi ra, nhiệm vụ của cô là nấu ăn và dọn dẹp, nấu xong mang lên để ngoài cửa cho tôi, còn lại không được làm gì hết. Nhưng mà anh phải ngâm thuốc nữa. Anh Duy, bác sĩ dặn 3 ngày anh phải ngâm thuốc thảo dược một lần, chuyện này không thể bỏ qua được. Tôi có thể giúp anh. Không có nhưng, tôi bỏ tiền ra thuê cô thì cô cứ thế mà làm. Duy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt sắc lạnh đầy sự mãnh liệt khiến tôi chỉ biết cầm nín thật sự muốn quay người bỏ đi chỉ là tôi đã ký hợp đồng với dì tăng rồi tôi không thể thất hứa được chưa kể mỗi ngày tôi phải báo cáo tình hình của anh một lần nếu có gì đó không tốt kiểu gì tôi cũng sẽ bị đuổi không lương mà như vậy tôi sẽ không có tiền để cho con trai chữa bệnh thấy tôi không trả lời duy lại lạnh giọng cô hiểu lời tôi nói chưa tôi hiểu rồi nhưng mà anh duy Dì Tăng thật sự rất lo lắng cho anh Vậy thì sao Nếu anh không cần tôi chăm sóc Tôi cũng không thể cùng anh hợp tác trong chuyện này Anh để tôi gọi điện cho dì ấy Báo cáo lại mọi chuyện Xem dì ấy có tính toán gì không Tôi chỉ quẻ chân chứ không quẻ tay Vẫn có thể tự mình chăm sóc bản thân mình được Còn tôi nhắc lại cho cô nhớ Ở đây tôi là ông chủ Cho nên tốt nhất Cô nên biết thân biết phận của mình Bằng không tôi sẽ lập tức sa thải cô ném cho tôi câu nói ấy, anh cũng đẩy chiếc xe lăn về phía trước một bước, trục xe đập vào đầu gối buộc tôi phải lùi lại, bà vai đập vào tường có chút đau nhói, ngữ điệu có phần hụt hơi. "Anh Duy, nếu anh muốn sa thải tôi thì anh cũng phải đợi đến hết 3 tháng, còn trong những ngày này tôi phải có trách nhiệm với anh." "Tôi đã nói là không cần. Cần hay không là việc của anh, làm gì là việc của tôi." "Cô, tôi hiểu được là anh không muốn tiếp xúc với người khác." Nhưng mà dì Tăng đã yêu cầu tôi Phải chăm sóc cho anh thật tốt Vì vậy tôi phải hoàn thành nghĩa vụ của mình Anh ghét tôi thì cứ việc ghét Nhưng anh không thể khiến cho bản thân mình Gặp rắc rối được Giọng điệu của tôi trôi chảy và ổn định Không khiêm tốn cũng không hống hách Tuy nhiên lọt vào tai Duy Vẫn khiến cho anh khó chịu gằn giọng Đừng tưởng tôi què thì không làm gì được cô Tôi thừa sức bóp chết cô đấy Cũng thừa sức ném mẹ con cô ra khỏi đây tốt nhất nên biết thân biết phận của mình. Tôi nghiêng đầu nhìn Duy, lúc này trên lông mày của anh hiện rõ vẻ khó chịu và chế giễu, nhưng một bên má lại có một lúm đồng tiền rất sâu. Khoảnh khắc ấy trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, nếu mà anh cười lên thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Có lẽ là rất đẹp, rạng rỡ như ánh mặt trời ngoài kia vậy. Tiếc là anh lại tự khép mình lại một chỗ. Nâng mắt lên nhìn anh, tôi nói tiếp. Thôi được rồi, chuyện này ngày mai tôi sẽ cho anh câu trả lời. Bây giờ tối rồi, anh muốn ăn gì để tôi làm? Mì xào thịt bò nhé. Tôi không thích ăn mì. Vậy anh thích ăn gì, anh có thể nói với tôi. Nếu tôi nói tôi muốn cô biến khỏi đây, cô có làm không? Thế này đi, anh không ăn mì thì tôi nấu cơm vậy. Cơm với thịt bò kho, canh thì chúng ta nấu canh bí nấu xương. Anh thấy được không? Cô, vậy cứ thế nhé, tôi đi xuống làm cho anh. Xong rồi sẽ mang lên Lúc nói ra những lời này Tôi cứ nghĩ là lúc sau Duy kiểu gì Cũng sẽ thỏa thuận với tôi là sẽ ăn cơm Nhưng mà thật không ngờ Tính cách của anh thật sự như tảng băng Ở Nam Cực vậy Nói là làm Tuyệt đối không có chuyện nhở như lần hai Thức ăn tôi mang lên anh không thèm động Cho dù trôi qua ba tiếng vẫn còn nguyên Ở ngoài cửa Bừng chiếc khay xuống Mình Đức lúc này đang ngồi ở nhà bếp uống sữa Cũng ngẩng đầu hỏi tôi Mẹ từ ngày đến đây bác Duy không ăn cơm cùng mẹ con mình Bác ấy không thích chúng ta à mẹ Tôi xoa đầu con trai lắc đầu Không phải đâu Bác ấy vừa rồi không được khỏe Nên là khẩu vị không được tốt Cũng giống như cu đức đợt trước đấy Mẹ phải dỗ mãi con mới ăn đó Vậy là bác ấy không thích đồ ăn mẹ nấu sao Mẹ nấu ăn ngon vậy cơ mà Đến chú Hiệp ở tầng trên nhà mình đợt trước còn khen mẹ nữa Ừ không phải là bác ấy chê mà là bác ấy đang bận xử lý công việc, còn lại đến khuya bác ấy làm xong, bác ấy sẽ xuống bếp hâm lại thôi. Con thấy bác ấy cứ ở trong phòng suốt không chịu ra ngoài. Mẹ, liệu con có thể chơi với bác ấy được không? Sao con lại muốn chơi với bác ấy? Bác ấy giỏi lắm mẹ ạ. À. Hôm nọ lúc mẹ dọn dẹp, con có chạy lên tầng 3 thì thấy bác ấy nghe điện thoại. Mẹ biết không? Bác ấy nói chuyện bằng tiếng nước ngoài giỏi lắm mẹ ạ. Con thấy còn hơn mấy cô MC ở trên TV nữa. Con muốn theo bác ấy để để bác ấy dạy con học. Sau khi mình Đức nói xong, con nâng đôi mắt đen lái nhìn tôi đầy mong đợi, chờ đợi sự đồng ý. Còn tôi khoảnh khắc ấy chỉ biết lặng người để mặc cảm xúc tồi tệ dần lớn xâm chiếm lấy mình. Suốt mấy năm qua, thằng bé hiểu chuyện và cư xử tốt hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác tuy luôn tỏ ra vui vẻ nhưng mà tôi biết con luôn có một bí mật được xấu trong lòng đó là được gặp bố của mình mặc dù tôi đã giải thích là người đó đã đi lên thiên đường nhưng mà con trai không hề tin vào điều ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi sao con lại thích chơi với bác ấy ngày trước không phải con không thích chú nào gần mẹ sao khẽ vuốt mái tóc dài của con tôi hỏi nhỏ minh đức cúi đầu giọng nói mang theo một chút buồn bã Bác ấy rất giống hình ảnh con tưởng tượng về bố. Nghe những lời này của con trai, tôi không thể nào gồng mình lên được nữa. Tiếng nức nở gần như bật ra khỏi cổ họng. Tôi ôm chặt lấy con vào lòng, xoa đầu con, hôn lên gương mặt hơi tái của con, tiếng nói mang theo cả tiếng nghẹn. Mẹ xin lỗi mình Đức, xin lỗi vì đã không cho con được một gia đình trọn vẹn, xin lỗi vì đã khiến con không có được tình yêu thương của bố. Mẹ thật sự xin lỗi con lúc quyết định sinh con ra tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp này nhưng con trai càng lớn thì càng trầm tính hơn so với các bạn có những suy nghĩ đều xấu nhẹm hết tôi đã tưởng mình làm rất tốt nhưng mà không phải như thế thực tế Cú đức luôn có những nỗi buồn mà con chỉ muốn một mình gặm nhấm đó chính là có bố đón sinh nhật đón tết cùng tiếc là cái việc này tôi cả đời không thể làm được cho con Nghĩ đến đó, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn. Mình tức đưa bàn tay nhỏ nhắn lên lau cho tôi thì thầm. "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, là con nói nhảm thôi, lần sau con sẽ không nói thế nữa, con cũng không có suy nghĩ muốn gần bác Duy nữa. Con thích bác ấy như vậy sao? Nhưng mà bác ấy không thích chúng ta nên con sẽ không lại gần bác ấy nữa." "Không phải đâu, bác Duy không phải là không thích con, chẳng qua là bác ấy rất là bận." cho nên không có thời gian chơi với con thôi mình đức ngoan những lúc mẹ làm việc con chịu khó ngồi học bài và làm bài tập được không đừng làm ồn kẹo ảnh hưởng đến bác bác sẽ không vui đâu vâng con biết rồi ạ à. ngoan lắm bây giờ thì ngủ thôi ngày mai học tiếp nhé vâng mẹ ngủ ngon sau khi cho mình đức ngủ xong nhìn đồng hồ chỉ 10 giờ tôi lưỡng lự một lúc cũng lại đi lên lầu lúc này cả tầng 3 im lặng như tờ ánh đèn trên đường heo hắt khiến cho không gian càng trở nên mơ hồ hơn bất giác làm tôi lạnh hết cả sống lưng cửa phòng của duy vẫn đóng kín tôi như thường lệ gõ cửa ba cái sau đó nói với anh anh duy sữa với trứng nằm ở tầng thứ hai của hộp đồ ăn tốt cho dạ dày anh ăn xong để ở đây ngày mai tôi sẽ dọn nói xong tôi ngồi xổm ở đó nghe động tĩnh bên kia tuy nhiên trong cửa không có tiếng động cũng không biết người bên trong có ngủ hay không lúc ấy tôi định gõ cửa thêm lần nữa nhưng nghĩ lại lời anh dặn trước đó chỉ sợ bản thân cố chấp thêm sẽ khiến cho anh khó xử vì vậy bèn rút tay lại lặng lẽ bước về phòng gọi điện nói chuyện với chị my lúc này chị my đang chăm sóc da mắt liếc nhìn về phía tôi hỏi han thế nào công việc ở đó tốt chứ có ai gây khó khăn gì không cũng ổn có điều chủ nhà Hơi khó chiều Anh ta không muốn ai tiếp xúc với mình Cũng không ăn uống không cho lại gần Thế thì càng tốt chứ sao Chỉ việc lau dọn nhà mà lương mấy chục triệu một tháng Quá ngon rồi còn gì Chỉ cần họ không đuổi mày đi là được Còn họ không cần mày chăm thì cứ kệ xác họ Nhưng mà bây giờ trong nhà chỉ còn em với anh ta Em không quan tâm anh ta thì không được Sao lại chỉ có mày vâng ấy Con gái gì quản gia bị tai nạn Vợ chồng gì ấy phải đi sang bên nước ngoài chăm sóc từ tuần trước rồi Cho nên Thế có thêm tiền cho mày không? Tiền lương được tăng lên 50 triệu một tháng Làm tốt còn được thưởng ạ à? Tức là 3 tháng là 150 triệu Vâng Số tiền lớn đấy Nói trắng ra không khác gì miếng bánh trên trời rơi xuống đâu Thôi Sáng cố một tí Như vậy sẽ có tiền để Minh Đức điều trị Vâng Em cũng hy vọng là em có thể làm được mà nghe nói chủ nhà đó có bác sĩ riêng thăm khám thường xuyên không ấy mày thử làm quen xong những lúc họ đến nhờ họ kiểm tra tình trạng của thằng bé xem sao như thế có được không ạ à? sao lại không được cũng chỉ là xem hộ và đưa ra lời tư vấn thôi để mày có kiến thức chăm sóc kỹ hơn thêm nữa mày nhờ họ nghe ngóng cho xem những bệnh viện lớn nào có chương trình hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn thì biết đâu đăng ký được một suất dạ em hiểu rồi Nói chuyện với chị My một lát tôi cũng thấm mệt nên bèn tắt máy, ngả người xuống nằm, tuy nhiên lại chẳng thể nào ngủ được. Chẳng chọc hết bên này sang bên khác, cuối cùng nhìn đồng hồ, gần một giờ sáng tôi cũng quyết định ngồi dậy, bế con trai nằm vào giữa, tâm tư theo đó cũng bay đi xa. Đêm này, chẳng đã khuyết, tôi ngước mắt nhìn vầng sáng bạc mắt lạnh rải rác bên cửa sổ thấp một lúc, rồi lại cúi đầu ánh mắt rơi vào minh đức đang ngủ say ban đầu tôi chỉ muốn ngắm nhìn con trai xem còn đã thay đổi từng ngày thế nào nhưng không hiểu sao càng ngắm thì đầu óc tôi càng hiện lên hình ảnh của duy sau đó tôi chợt nhận ra dường như đôi mắt của con trai mình vô cùng giống với anh nghĩ đến điều đó trái tim tôi chợt nhói lên một hồi một suy nghĩ tiên rồ hiện ra có lẽ nào anh thật sự là người đàn ông của mấy năm trước không không làm sao có thể như thế được dì tăng nói trước kia anh đều ở nước ngoài từ khi bị tai nạn mới trở về nước vậy thì làm gì có chuyện chúng tôi gặp nhau chứ với cả nếu có quen biết nhau thật thì anh cũng phải nhận ra tôi đúng không bởi đêm đó người say là tôi còn người đàn ông kia vô cùng tỉnh táo còn về chuyện đôi mắt giống nhau cái này cũng không thể quyết định được gì căn bản là ngoài kia vẫn có nhiều người có nét giống nhau lắm Ví dụ như tôi, chị My cũng bảo là tôi có nét giống một diễn viên nổi tiếng bên Trung Quốc đó thôi. Khẽ lắc đầu, tôi điều chỉnh lại hơi thở của mình cho bình tĩnh lại. Sau đó vén chăn ngồi dậy, lần nữa bước lên tầng 3. Tới nơi nhìn thấy thùng giữ nhiệt còn nguyên vẹn, đồ ăn vẫn chưa được động vào. Tôi không biết mình có nên báo cáo tình hình của anh với gì tăng không. Thì đột nhiên lúc này từ bên trong vang lên một tiếng động lạ âm thanh đó giống như là âm thanh của một vật nặng nào đó chạm đất tôi giật mình cắn môi dưới lấy hết dũng khí gõ cửa gọi anh duy anh không sao chứ anh duy anh có nghe thấy tôi nói không vậy tôi không có ý làm phiền anh đâu chỉ muốn biết là anh có sao không thôi tôi gõ cửa mạnh hơn nhưng trong nhà vẫn không có tiếng động tim bất giác đập nhanh hơn tôi dùng cả hai tay nắm lấy tay nắm cửa lắc mạnh rồi hét lớn anh Duy, nếu anh không nói gì tôi sẽ vào nhé. Tiếp xúc với Duy mấy ngày tôi cơ bản cũng hiểu được vài phần. Rằng nếu tôi làm trái lời chắc chắn anh sẽ lên tiếng cảnh cáo và ngăn cấm. Tuy nhiên lúc này, nguyên một hành lang rộng lớn chỉ có tiếng nói của tôi. Chẳng hề có lời đe dọa nào hết. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng. Vạn tay nắm cửa thì phát hiện anh khóa chốt từ bên trong. Nên bản thân chỉ còn cách chạy nhanh xuống lầu tìm chìa khóa dự phòng phòng ngủ dì tăng từng nói với tôi sau khi xảy ra tai nạn tâm trạng của anh cực kỳ xấu dì ấy sợ anh sẽ nghĩ quẩn và tìm cách tự sát vì vậy dì ấy đã bí mật chuẩn bị ba chiếc chìa khóa dự phòng một chiếc mang theo mình một chiếc trong ô tô và chiếc còn lại trong tủ những cái này chỉ được dùng khi thực sự cần thiết còn không thì không được phép cầm chìa khóa chạy lại lên lầu sau khi mở cửa đập vào mắt tôi lúc này là một căn phòng tối om và có chút lạnh lẽo Tôi cố gắng thích nghi với bóng tối, nhỏ giọng gọi tên anh mấy lần, đến khi không được đáp lại mới bật công tắc đèn lên. Và rồi, đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh duy nằm trên chiếc giường giống như một cái xác chết, ấm đun nước, cốc thủy tinh, lọ thuốc và gạc vương vãi trên sàn. Nhìn một cảnh đó tôi sợ đến đổ mồ hôi lạnh, đi đến gần giường anh khẽ đẩy anh. Tuy nhiên dù đẩy thế nào anh cũng không hề cử động thứ còn lại có thể cảm nhận chính là hơi thở yếu ớt ngắt quãng. Nhanh chóng nhặt hộp thuốc dưới sàn lên, nhìn thấy là thuốc chống viêm và giảm đau. Lồng ngực tôi cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút, bởi vì dù sao nó cũng không phải là thứ mà tôi mới vừa nghĩ đến. Chỉ là, mặc dù không phải là tình huống xấu nhất, nhưng thể chất của Duy trước mặt rõ ràng là không tốt. Đôi mắt anh nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, khóe môi lẩm bẩm nói gì đó tôi không nghe rõ nhưng mà tôi chỉ nghe được duy nhất một câu đó là gọi mẹ hóa ra một người dù có cứng cỏi đến đâu thì khi đau đớn cũng sẽ nhớ mẹ phải không xoay người vào nhà tắm tôi lấy ra một chậu nước ấm cẩn thận làm ướt khăn rồi mang vào giúp anh lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán sau đó cởi áo anh muốn giúp anh lau nách và cổ tuy nhiên vào lúc tôi cởi được đến khuy thứ ba cổ tay đột nhiên bị một lực mạnh tóm lấy. Chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị lực đó kéo về phía trước. Cô muốn làm cái gì? Một luồng hơi thở nóng hổi phả vào tai. Tôi giãi giụa vừa ngước mắt lên chợt phát hiện người đàn ông này đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt nham hiểm. Giống như một loại xã thú nào đó đang ẩn nắp trong rừng sâu. Cổ tay bị bóp mạnh tôi kêu lên đau đớn, duy vẫn không hề thay đổi sắc mặt nghiến chặt từng chữ quả kẽ răng. Muốn làm gì? Giọng điệu của anh quá hùng hãn, giống như một con dao sáng chói treo trên đầu không cần nhìn chỉ cần nghe thôi. Cũng có thể biết được cơn tức giận đã gần như trào dâng. Tuy nhiên Duy không hề biết rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải những trường hợp như thế này. Khi sinh mình Đức, tôi không đi làm ở đâu được, nên đành xin vào một quán mát xa bấm huyệt để có tiền mua sữa cho con mà ở một nơi như thế này tập trung đủ các loại người tử tế và đều cáng tuy nhiên đều cáng vẫn nhiều hơn họ tiếp tiền bằng cách nhét chúng vào cổ áo của tôi hoặc là ngả ngớn làm những hành động vượt quá giới hạn những người kiếm sống trong ngành đó đều phải biết là nên kiềm chế tính nóng này của mình lại như thế mới không bị tổn thương chính mình và mất đi công việc mơ ước và tôi cũng không thoát khỏi ngoại lệ đó cuộc đời của tôi chưa bao giờ là một câu chuyện cổ tích bởi tôi đã gặp phải những kẻ thối nát còn tệ hơn duy gấp trăm lần vì vậy cho dù lúc này anh có chừng mắt giận dữ tôi cũng sẽ cho rằng chuyện đó chẳng qua chỉ thế thôi sau một hồi kinh ngạc tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bình tĩnh nhìn thẳng vào anh nói anh duy xin hãy buông tôi ra trước có gì chúng ta từ từ nói chuyện Nói ai cho phép cô vào đây Cô muốn làm gì Tôi không muốn làm gì cả Tôi chỉ muốn cút ngay Duy hử lạnh Hất tay tôi ra khỏi Đẩy tôi ngã xuống sàn Khiến cho rượu nước theo đó cũng đổ theo Lừng đầu đến tê dại Nhưng tôi vẫn phải cố kiềm chế nói với anh Anh Duy Anh bị sốt Tôi lại không biết anh có thể uống thuốc hạ sốt hay không Nên chỉ có thể giúp anh lau người để hạ sốt Tôi đã nói với cô thế nào Cô điếc đúng không anh nói là tôi không được can thiệp vào công việc của anh, nhưng mà anh sốt thế này, tôi là bảo mẫu, tôi không thể bỏ mặc anh được, đó là trách nhiệm của tôi. Cút. Về chuyện cởi đồ của anh, tôi thành thật xin lỗi, nhưng mà anh yên tâm, tôi làm thế chỉ là vì muốn giúp anh hạ sốt, chứ không phải là có ham muốn gì hết, cho nên anh hãy yên tâm. Cô cơn giận giống như một bát rượu mạnh thiêu đốt đôi mắt duy đỏ bừng. Anh cau mày quát tôi Lập tức cút ra ngoài cho tôi Hai chân không nhúc nhích Tôi yên lặng như cây có rễ Điều này càng khiến cho Duy nổi khùng Cầm chiếc gối ném về phía tôi Cô không hiểu tiếng người sao Tôi nói cô cút Chiếc gối chạm vào má Tôi hít thở một hơi Nhẹ nhàng bén mái tóc rối bù Ra sau tai nói Duy lúc này anh cần phải hạ sốt Bởi dù anh có tức giận đến đâu Cũng không thể giải quyết vấn đề gì được nếu anh muốn xử lý tôi thì cứ đợi anh khỏe lại rồi xử lý được không còn về chuyện anh không muốn tôi chạm vào anh tôi có thể đeo găng tay đừng giả vờ tốt bụng trước mặt tôi sự hung ác của anh lại nổi lên không phải chỉ vì cô chỉ muốn kiếm số tiền này và cô sợ rằng nếu tôi chết đi thì cô sẽ mất đi công việc như miếng bánh trên trời rơi xuống này sao nói đến đây anh móc tay mở ngăn kéo thứ hai ở đầu giường không thèm nhìn mà lấy ra một xấp tiền polymer rơi lên trước mặt tôi nói, "Không phải muốn tiền lắm sao? Tiền đây, cầm nó và cút khỏi căn phòng này, đừng có lại gần tôi." Một lượng lớn tiền giấy rơi xuống giường, sàn nhà và chậu nước. Tôi nhìn những đồng màu xanh lá mệnh giá lớn nhất vương vãi, khóe môi mím lại không nói một lời. Không ngờ những tình tiết máu chó trong bộ phim truyền hình bây giờ lại xảy ra với mình biến tôi thành một kẻ rác rưởi bị nhấn chìm xuống tận vũng bùn. Khẽ cười một nụ cười chua chát, tôi cúi xuống nhặt số tiền vương vãi khắp nơi, gom lại đặt sang một bên để phơi, dọn dẹp lại căn phòng cho sạch sẽ, sau đó đi vào nhà tắm, giặt lại chiếc khăn mang ra cho anh, sau đó mới bảo. Anh Duy, tôi sẽ nghe theo lời anh đi ra khỏi đây. Tuy nhiên anh đang sốt, nên tôi mong là anh có thể tự lau người giúp bản thân hạ nhiệt nói xong tôi cũng không đợi duy lên tiếng nữa xoay người đi xuống lầu lấy điện thoại ra gõ tin nhắn tính là muốn báo cáo tình hình cho dì tăng nhưng mà nghĩ lại bây giờ chúng tôi ở cùng nhau nếu duy có mệnh hệ gì tôi sẽ là nghi phạm đầu tiên và không thể thoát khỏi sự liên quan hơn nữa minh đức cũng ở đây nếu nhìn thấy chuyện gì không tốt sẽ để lại bóng ma tâm lý cho con. Cứ thế tôi ngồi lặng lẽ trong bóng tối, bất lực chờ ánh trăng tàn, đến 4 giờ sáng lại đi lên phòng của Duy, mở cửa nhìn xem anh đã hạ sốt chưa, sau đó mới lại xuống lầu nấu cho anh bát cháo. Nấu xong tôi lại mang lên phòng, lúc này anh cũng đã tỉnh, nhìn thấy tôi thì lại nổi cáu. "Không phải tôi bảo cô cút đi sao, còn ở đây làm gì?" Tôi biết nhưng mà cái gì số tiền anh đưa cho tôi đúng là nhiều nhưng so với hợp đồng thì không bằng được duy anh nói đúng một điều tôi thật sự đến đây chăm sóc anh vì tiền bởi vì tôi đang rất cần tiền nếu không phải là vì tiền anh nghĩ tôi việc gì phải kiên nhẫn với anh đến thế này chứ cô thanh âm anh khàn khàn như gãy chiêng tôi không muốn lãng phí thêm lời nào với anh nữa đặt chiếc khay xuống táp đầu giường cẩn thận thổi từng thìa cháo đưa đến miệng anh nói sức khỏe của anh bây giờ rất yếu nếu anh không ăn thì sẽ càng nặng hơn đấy anh không thể ngược đãi mình như thế này đâu ra ngoài đi anh duy ngày hôm qua tôi làm việc rất mệt lại chẳng được ngủ một giấc ngon nào anh có thể hợp tác với tôi một chút được không tôi nói ra ngoài lần này tôi đeo găng tay sẽ không chạm vào anh đâu đừng có nói chuyện với tôi tôi hít một hơi đưa bát canh lại gần tôi không chạm vào anh chỉ muốn anh ăn chút gì rồi bôi thuốc thôi anh bị sốt nếu tiếp tục kéo dài anh sẽ chỉ tự hành hạ mình mà thôi anh như thế này nếu gia đình anh phát hiện ra họ sẽ rất đau lòng đấy họ rõ ràng tôi không hề nói gì quá đáng nhưng thật sự biểu cảm của duy lúc này giống như một gói thuốc nổ muốn bùng nổ rồi anh vùng tay hất mạnh bắt cháo tôi đang bưng khiến cho cháo nóng hất thẳng vào cổ tay và người tôi chiếc thìa và bát bị đập vỡ thành từng mảnh đồng thời rít lên. Cầm mồm, mẹ kiếp, cút ra khỏi đây. Bát cháo vẫn còn rất nóng, cả người lại hứng gần như trọn vẹn. Thành ra lúc này ra thì tôi bắt đầu có chút bỏng rát. Tôi khó tin nhìn Duy, miệng mấp máy muốn nói cái gì đó. Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên bóng dáng nhỏ bé của Minh Đức chạy ù vào, lo lắng hỏi tôi. Mẹ, người mẹ bẩn hết rồi, rồi thằng bé lại quay sang duy mí môi tức giận bác là người lớn sao bác lại bắt nạt mẹ của cháu mẹ cháu bảo bác ốm nên bác mới khó tính nhưng bác không có quyền ngược đãi mẹ cháu cháu không thích bác làm bố cháu nữa minh đức không được ăn nói hỗn hào với người lớn con xin lỗi bác đi nhưng mà mẹ bảo con xin lỗi bác con vâng minh đức lẩm bẩm khó chịu quay sang xin lỗi duy tôi hít vào một hơi sâu nói tiếp được rồi bây giờ con xuống dưới nhà ngủ tiếp đi trời vẫn còn chưa sáng con theo mẹ lên đây làm gì con xuống rồi bác ấy sẽ lại bắt nạt mẹ thì sao bác ấy hung dữ như vậy hay là mình về nhà mình đi mẹ đừng ở đây nữa được không mẹ nói con về phòng đi con không nghe lời mẹ sao con ngoan mẹ thu dọn xong rồi mẹ xuống được không vâng nhìn bóng dáng của con trai lủi thổi khuất hẳn tôi lúc này cũng bước đến khóa cửa lại sau đó tháo găng tay bước xuống, đi thẳng vào nhà tắm, lau qua người mình cho sạch, rồi bê ra một chậu nước. Duy cao mày nhìn hành động của tôi, cái nhìn toát lên vẻ sắc lạnh, nhưng mà tôi mặc kệ, vẫn chăm chăm vào công việc của mình, đó là giúp anh lau người. Cháu đa phần đổ lên tôi, nhưng mà cũng bắn phải anh. Nếu mà bây giờ không thay quần áo, anh kiểu gì cũng sẽ khó chịu và ngứa ngáy, như vậy sẽ càng lâu khỏi ốm hơn. Nghĩ đến đó tôi càng có quyết tâm hơn Ngoài người túng lấy áo của anh kéo vượt xuống Duy không kịp phản ứng Tới khi nhận ra thì toàn bộ lồng ngực trần đã phơi bầy trước mặt tôi rồi Anh nghiến răng nghiến lợi Cô bị điếc đúng không? Đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô Hay là chưa nhìn thấy hậu quả thì cô chưa biết sợ là gì Tôi biết anh muốn đuổi việc tôi Cô không chỉ bị sa thải Mà tôi còn tống cô vào tù được đấy anh muốn tống tôi vào tù vì chuyện gì lăng mạ người khác cô gái tôi tuy là một người què nhưng đủ sức làm cho cô sống không bằng chết đấy đến lũ cáo ở nhà họ lê còn không có cửa làm tôi lung lay thì cô là cái gì nhà họ lê vậy anh là tôi có chút ngẩn người nhìn duy động tác theo đó nhất thời khựng hẳn ban đầu khi đến đây làm việc tôi chỉ biết tôi làm việc trong một người giàu có mà thôi nhưng thật không ngờ anh lại là người nhà họ lê lại nhớ cuộc nói chuyện của Kiên với bạn gái ngày trước ở quán làm móng. Tôi có thể suy đoán anh chính là cháu trai cả của gia tộc lừng danh đó, Lê Thành Duy. Nghe tôi nói vậy, Duy cười lạnh. Nếu lấy được não rồi thì cút ra ngoài. Dù anh có là ai thì tôi vẫn phải chăm sóc anh, anh Duy. Phiền anh hợp tác với tôi, được không? Người anh dính cháo rồi, nếu không để tôi lau thì sẽ rất là khó chịu đấy đừng có chạm vào người tôi, tự tôi có thể làm được. vẫn là để tôi lau giúp anh đi, tôi thành thạo việc này hơn anh. tôi mặc kệ duy có hàn học thế nào vẫn gồng mình giúp anh lau cháo trên người cho sạch. sau đó đi đến tủ thuốc lấy ra thuốc mỡ bôi lên vùng da đỏ ửng của anh. sau xuôi tôi lại kéo ngang chăn che đi phần nhạy cảm của anh, lần xuống phía dưới. trước đó những lần anh xuất hiện trước mặt tôi đều là một thân hình hoàn hảo được tôn lên bởi bộ đồ thiết kế riêng đầy tỉ mỉ, không thể nhìn ra được một chút khiếm khuyết nào. Tuy nhiên vào lúc này tôi chợt cảm thấy lòng mình có chút chua xót. Một người đàn ông từng hoàn hảo không tỉ vết, đột ngột hai chân lại mất khả năng đi lại. Phải ngày ngày vật lý trị liệu, cú sốc lớn như vậy, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó ai có thể vượt qua được. Chưa kể nếu tôi không nhầm, thì anh bị như này đều là do những người gọi là ruột thịt gây nên. Mục đích là muốn đấu đá chiếm lấy cổ phần của tập đoàn NG gì đó. Hít vào một hơi, tôi nhìn Duy đang bày ra bộ mặt lạnh lùng, thêm hai tay gần như có thể bóp chết tới lúc nào, mấp máy thật nhỏ. Anh Duy, tôi giúp anh thay đổi nhé, anh yên tâm, tôi không có tâm tư suy nghĩ điên rồ nào đâu. Nói rồi tôi cũng vươn tay cởi cúc quần của Duy xuống, sau đó làm theo phương pháp mà bác sĩ riêng của anh đã hướng dẫn mình, cẩn thận từng chút bôi thuốc. Làm xong tôi đi về phía tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ mới để mặc vào cho anh nói tiếp. Anh Duy, bác sĩ đã nói mỗi ngày anh cần phải xoa bắp chân một lần và tập đi. Bình thường anh sẽ có bác sĩ riêng điều trị, nhưng bây giờ ở trong tình huống đặc biệt, tôi sẽ cố gắng hết sức làm việc đó cho anh. Mong là anh cho phép với người đàn ông nào cô cũng thế này à anh nói sao cơ cũng thế là sao vì tiền có thể làm tất kể cả việc bị chửi bị đánh hoặc là tồi tệ hơn anh nói đúng tôi nhịn mọi thứ đều là vì tiền chúng ta không giống nhau sinh ra đã ở hai vạch khác nhau nên có những thứ của tôi anh không thể hiểu được và của anh tôi cũng không thể hiểu được tuy nhiên nếu để so sánh việc bị bạo ngược thì những gì anh làm vẫn còn nhẹ nhàng so với những gì tôi đã từng trải qua trước đó nói đến đây tôi nhìn anh khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, nhạt tôi thật sự rất cần công việc này anh duy nếu tôi có gì không tốt xin anh hãy bỏ qua cho tôi được không cô tôi hứa với anh tôi chỉ làm đúng phận sự của mình thôi không có suy nghĩ lệch lạc hay là vượt quá giới hạn nào đó bây giờ cô cũng biết sợ tôi sẽ đuổi việc cô rồi đấy à đúng Bây giờ nghĩ lại Tôi cảm thấy việc mình cố chấp quả đúng là điên rồ Nhưng mà nếu tôi không làm Không lẽ cứ để anh một mình hì hục sao Anh trả tiền cho tôi làm việc Tôi chỉ là đang cố gắng Thực hiện nghĩa vụ của mình thôi Quả thật lúc này tôi rất sợ Duy sẽ đuổi việc tôi Thậm chí với địa vị của anh Anh thừa sức khiến cho mẹ con tôi Không thể sống nổi được ở thành phố này Tới lúc ấy hậu quả ra sao Tôi cũng không dám nghĩ đến nữa nhưng mà thật may Vào lúc tôi tưởng như mình không thể thuyết phục được người lạnh như tảng băng này Thì anh đột nhiên thu lại cái nhìn bảo tôi Dọn xong rồi thì đi ra đi Vâng, vậy tôi đi xuống dưới nấu cho anh món khác Anh muốn ăn món nào à? Tùy tiện nấu là được rồi, không cần quá cầu kỳ Còn nữa tôi không thích ăn cháo Từ mai đừng có nấu cháo Dạ Tôi không hiểu vì sao Duy đột nhiên đổi tính một cách kỳ lạ đến vậy Tuy nhiên đây quả thật là chuyện tốt Có thể mở ra một trang mới Cho công việc của tôi Nên tôi không thể không chớp lấy cơ hội này được Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 3 Của bộ truyện ngôn tình rất hay Và hấp dẫn có tên Giữa cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại